Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây. Học sinh Việt Nam dự thi Olympic toán quốc tế đều đoạt giải. Quản lý dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng. Xử lý nghiêm việc ép học sinh mua sách tham khảo. Thanh niên Nam Định đưa sản phẩm có may truyền thống ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Olympic toán quốc tế lần thứ 20 do Nga đăng cai tổ chức tại Saint Petersburg, Nga nhưng bị hoãn 2 tháng do Covid-19. Sau đó, ban tổ chức quyết định tổ chức kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển Việt Nam tham gia dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo kết quả chấm thi của ban tổ chức, đoàn Việt Nam có 6 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích. Theo Nghị định số 116/2020 của Chính phủ, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng một năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2020, từ ngày 19 tháng 9 đến hết ngày 27 tháng 9, cả nước có 275.530 thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Theo kế hoạch, các sở giáo dục phải hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng Thông tin Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2020. Các trường đại học cao đẳng sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 trong thời gian từ ngày 2 tháng 10 đến 17 giờ ngày 4 tháng 10. Trước 17 giờ ngày 5 tháng 10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học cao đẳng đợt 1. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục Đào tạo có văn bản quy định chặt chẽ việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo, xử lý nghiêm các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các khâu liên quan khuyến khích, giữ gìn, sử dụng lại sách giáo khoa để tiết kiệm cho xã hội, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển học liệu điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối, tạo kênh phân phối để sách giáo khoa đến tận tay học sinh nhằm đảm bảo không thiếu sách giáo khoa, tiết kiệm và chống sách lậu. Năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành giáo dục địa phương đang tập trung chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình này. Là một trường ở vùng nông thôn, trường tiểu học Nam Tiến có cơ sở vật chất trường lớp học khá đồng bộ, đội ngũ giáo viên đồng đều chất lượng. Trường đã áp dụng hiệu quả mô hình trường học mới trong nhiều năm, phát huy vai trò trung tâm của người học. Đây là bước đệm quan trọng để thực hiện chương trình giáo dục mới. Dù vậy, với nguồn lực tài chính hạn chế, trường chưa trang bị đủ các trang thiết bị, dụng cụ dạy và học như máy tính, máy chiếu, nên gặp nhiều khó khăn khi áp dụng học liệu điện tử. Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới thì nhà trường rất là mong sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về trang thiết bị cho giáo viên và học sinh để khi thực hiện đối với các môn học đạt hiệu quả cao. Nằm ở trung tâm thành phố Nam Định, trường tiểu học Chu Văn An chịu áp lực lớn bởi số lượng học sinh đông. Dự kiến năm học 2020-2021, khối lớp 1 sẽ có 7 lớp với khoảng 280 học sinh, sĩ số có thể đạt 40 em một lớp, cao hơn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ thực tế đó, nhà trường đã xây dựng phương án tích hợp, ghép các phòng chuyên môn để đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi một ngày. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng dạy học theo chương trình mới, nhà trường đặc biệt quan tâm chất lượng đội ngũ nhà giáo. Nhà trường cũng chuẩn bị rà soát về đội ngũ và có cái hướng để đảm bảo về cái lượng đội ngũ. Với cái số lượng cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường hiện tại thì số lượng giáo viên trên lớp đạt tỷ lệ 1,58 giáo viên trên lớp. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã cho chỉ đạo các nhà trường ở các phòng giáo dục đào tạo là đã rà soát lại toàn bộ các cái thiết bị, các cơ sở vật chất thiết bị để phục vụ đảm bảo cho chương trình giáo dục phổ thông mới.
Năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng cho khối lớp 1, sau đó triển khai từng bước tại các cơ sở giáo dục của tỉnh. Ở cấp tiểu học, Nam Định có hơn 4.800 lớp học, tất cả đều đủ bàn ghế ngồi phòng chức năng. Với hơn 6.700 giáo viên tiểu học, các cơ sở giáo dục trong tỉnh có thể dạy 32 tiết một tuần với khối lớp 1, đạt tỷ lệ 1,4 giáo viên một lớp. Trong thời gian vừa qua, truyền thông quốc tế liên tục có những đánh giá cao về Việt Nam. Dưới bối cảnh dịch bệnh, Việt Nam vẫn ghi dấu ấn bởi những kết quả tích cực. Báo cáo cập nhật triển vọng và phát triển châu Á 2020 của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 1,8% trong năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 và tăng 6,3% trong năm 2021. Báo cáo đánh giá Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác. Triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Các nền tảng kinh tế vẫn chưa bị suy giảm và Việt Nam có triển vọng được hưởng lợi từ các xu hướng thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu hiện nay. Ngân hàng Thế giới World Bank cũng công bố báo cáo Chỉ số Vốn Nhân lực 2020 HCI về đánh giá tình hình sức khỏe và giáo dục trẻ em trước đại dịch COVID-19 của 174 quốc gia chiếm 98% tổng dân số thế giới. Theo đó, chỉ số HCI của Việt Nam tăng từ 0,66 vào năm 2010 lên đến 0,69 điểm cho năm 2020. Báo cáo nhận định con số này có nghĩa là một đứa trẻ sinh tại Việt Nam trong năm nay có thể phát triển được tới 69% tiềm năng của mình trong điều kiện đứa trẻ đó được tiếp cận đầy đủ về giáo dục và y tế. Chỉ số này cao hơn 56% mức trung bình của các quốc gia có cùng mức thu nhập. Tạp chí The Diplomat có trụ sở tại Mỹ vào ngày 18 tháng 9 có bài nhận định đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh kinh tế, song nhấn mạnh Việt Nam cần phải tìm được sự cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng và tăng trưởng kinh tế, cần tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng và cải cách các quy tắc và tiêu chuẩn kinh tế của mình. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế Hà Nam-Nhật Bản. Mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Nam và Nhật Bản được gắn kết hơn 10 năm qua thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, giao lưu văn hóa như thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hyogo và thành phố Kobe với tỉnh Hà Nam. Biên bản hợp tác liên quan đến khu công nghiệp dành riêng cho những doanh nghiệp đến từ tỉnh Kanagawa và khu công nghiệp Đồng Văn Ba, Hà Nam. Đến tháng 9 năm 2020, Hà Nam có 321 dự án FDI đang đầu tư trên địa bàn, trong đó 100 dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản. Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục nâng cao môi trường đầu tư, thực hiện phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết những đề xuất kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 18, sáng ngày 29 tháng 9, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến vào việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn. Sau khi lắng nghe tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn, báo cáo thẩm tra dự án luật, các đại biểu có ý kiến thống nhất với quan điểm và tờ trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn 2% và bổ sung quy định các trường hợp được xem xét miễn giảm việc đóng kinh phí công đoàn. Có ý kiến đề nghị điều chỉnh mức thu nộp kinh phí công đoàn một cách phù hợp mà vẫn đảm bảo điều kiện hoạt động của tổ chức công đoàn nhưng không tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, người lao động. Đồng thời cũng có ý kiến đề nghị phải gắn vấn đề tài chính công đoàn với đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn. Ủy ban thấy rằng đây là nội dung cần nghiên cứu, xem xét, đánh giá tác động một cách toàn diện và thận trọng để làm rõ cơ sở, căn cứ khoa học và đặc biệt phải có ý kiến chính thức của cấp có thẩm quyền trước khi Quốc hội xem xét quyết định vấn đề này. Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu để quy định cụ thể hơn về nguyên tắc sử dụng tài chính công đoàn theo hướng bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa tổ chức công đoàn với các tổ chức của người lao động khác. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ cơ sở thực tiễn pháp lý của việc quy định phân bố kinh phí 2%, cân nhắc để quy định không chỉ ưu tiên cho công đoàn cơ sở, thành lập công đoàn cơ sở tại những nơi chưa có công đoàn mà còn hỗ trợ các thiết chế quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Ngành ngân hàng tài chính sở hữu khối lượng dữ liệu lớn cũng là ngành đi đầu trong hành trình chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu hướng số. Vì vậy, quản trị dữ liệu trở thành vấn đề sống còn. Theo đánh giá của tổ chức Gartner, dự kiến đến năm 2021, các tổ chức lớn sẽ đưa dữ liệu vào danh mục bảng cân đối kế toán và quản lý dữ liệu như những tài sản của tổ chức. Chính vì vậy, việc ý thức rằng dữ liệu là tài sản chiến lược có tính chất quyết định đến hoạt động kinh doanh cần phải được quản lý trong lĩnh vực ngân hàng.
cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, quá trình xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu cũng đang gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, như là có rất nhiều dữ liệu trong hệ thống, logic nghiệp vụ phức tạp, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, khuôn khổ pháp lý hỗ trợ công tác khai thác dữ liệu lớn, đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu cho khách hàng. Các quan điểm của diễn giả, nhà khoa học tại hội thảo đều đồng thuận cho rằng, quản trị dữ liệu thông minh cần được đề cập như một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển của các ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới. Đây là thách thức rất lớn đối với các ngân hàng, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, nhưng cũng là xu hướng rất cần thiết và tất yếu. Kết quả quản lý dữ liệu sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển dài hạn của bản thân các ngân hàng thương mại, cũng như toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước GDP 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này theo Tổng cục Thống kê là thấp nhất của 9 tháng các năm trước, giai đoạn 2011-2019. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, thì đây là một thành công lớn của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế. Số liệu thống kê cho thấy GDP quý 3 năm 2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, nhất là sau khi COVID-19 quay trở lại, nhiều dự báo cho rằng kinh tế quý 3 sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các con số thống kê cho thấy do dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ nên kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, nên GDP quý 3 năm 2020 tăng trưởng khởi sắc so với quý 2 năm 2020. Trong mức tăng này, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,93%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,95%, khu vực dịch vụ tăng 2,75%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,7%. Về sử dụng GDP quý 3 năm nay, tiêu dùng cuối cùng tăng 1,19% so với cùng kỳ năm trước, tích lũy tài sản tăng 5,79%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,86%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,88%. GDP quý 3 tăng cao hơn đã góp phần quan trọng để GDP 9 tháng tích cực hơn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực, việc nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng dương cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, chính phủ, thủ tướng chính phủ. Với mong muốn tận dụng nguyên liệu truyền thống kết hợp chất liệu ta hiện đại để tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, hơn 2 năm nay, anh Trần Văn Hùng, chú tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công mô hình làm túi sách cỏ may để vươn lên làm giàu. Các sản phẩm túi sách cỏ may hiện đã được bán trên các trang thương mại điện tử trong nước và thế giới. Năm 2018, anh Trần Văn Hùng về quê nhà Thanh Hóa lập nghiệp và thực hiện mô hình sản xuất túi sách thủ công cỏ may truyền thống bằng các vật liệu như cói, tre, gỗ kết hợp chất liệu da nhập khẩu đã tạo điểm nhấn cho từng chiếc túi. Bên cạnh đó, anh cũng cho ra đời những mẫu thiết kế phù hợp với bối cảnh sử dụng như những chiếc túi kích thước to có thể đựng vừa khổ giấy A4 là lựa chọn ưng ý cho sinh viên, nhân viên văn phòng. Khi tôi chọn cái lĩnh vực này để khởi nghiệp thì tôi có niềm tin sâu sắc vào những sản phẩm mà tôi đã gây dựng. Và đến giờ phút này thì tôi cũng tự hào là sản phẩm của mình được bán trong nước và nước ngoài. Sau 2 năm khởi nghiệp, các sản phẩm túi sách cỏ may được bán ở thị trường trong nước và xuất khẩu bán lẻ ở Mỹ, Singapore và trên các trang thương mại điện tử lớn như Amazon với giá từ 800.000 đến 3 triệu đồng một chiếc. Công việc này cũng đã tạo việc làm cho 4 đến 5 lao động. Ngoài ra, anh Hùng còn tham gia công tác đoàn giúp đỡ người nghèo, đóng góp cho an sinh xã hội tại quê nhà. Đồng chí Hùng cũng luôn quan tâm đến phong trào của địa phương, cũng như giúp đỡ các em đội viên, đoàn viên khó khăn trên địa bàn xã. Điển hình như em ủng hộ cho đoàn thanh niên bằng những cái việc làm để tặng quà cho các em, hay là tổ chức các cái phong trào đêm hội trăng rằm. Vào giữa năm 2020, đề án làm túi sách từ nguyên liệu truyền thống kết hợp chất da hiện đại của anh Hùng đã đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6 do tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động. Anh Hùng cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Đối với cái mô hình của đồng chí Hùng cũng là một trong những cái mô hình thanh niên khởi nghiệp có hiệu quả tại địa phương. Thì đối với mô hình này thì đồng chí Hùng cũng đã trước hết là một mô hình phát triển kinh tế rất là thân thiện với môi trường. Và cái thứ hai nữa thì cũng đã tận dụng được cái nguyên liệu sẵn có của địa phương và cũng đã có những cái ý tưởng táo bạo là kết hợp cái nguyên liệu truyền thống và cái chất gia hiện đại. Với những thành công trên con đường khởi nghiệp, sản phẩm không ô nhiễm môi trường, anh Hùng đã truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới nhiều đoàn viên, góp phần quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo những phản ánh về Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc trong giải phóng mặt bằng đối với gia đình bà Lưu Thị Lúa ở bản tin lần trước. Sau khi có những việc làm chưa thỏa đáng, thì Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định cưỡng chế khiến gia đình bà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Gia đình bà đã kêu gọi nhiều nơi. Vậy việc cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc là đúng hay sai? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đây là hình ảnh căn nhà của bà Lưu Thị Lúa sau khi bị cưỡng chế. Nó chỉ còn lại là một đống đổ nát mà không ai nhận ra trước đây nó là nơi để cả gia đình hơn 10 người của nhà bà cư trú, trong đó người già có, trẻ sơ sinh có. Vào đúng 8 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc tiến hành cưỡng chế với gia đình bà Lúa. Theo luật cưỡng chế thì trước khi cưỡng chế, gia đình và doanh nghiệp phải tiến hành đàm phán với người dân để hai bên cùng đạt được thỏa thuận về giá cả đền bù trước khi giải tỏa. Tôi thấy cái sự việc mà cưỡng chế đất gia đình tôi đó là trái quy định pháp luật, cái thứ nhất. Trong khi cho gia đình tôi gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, mà mới có 7 ngày lại ra cái quyết định lại cưỡng chế là lấy đất tôi giao cho công ty Chính Chín Núi, gia đình tôi chưa nhận một đồng bạc bồi thường nào hết và chưa có nơi ăn trốn ở để cho gia đình cha mẹ em út tôi. Chưa đền bù cũng như chưa tổ chức tái định cư nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành cưỡng chế khiến gia đình bà Lúa không có nơi cư ngụ. Đặc biệt trước ngày cưỡng chế một ngày, lực lượng cưỡng chế còn dùng vũ lực gây thương tích cho con trai bà Lúa. Trong trường hợp này, khi cưỡng chế thu hồi đất mà trong gia đình cái người mà bị cưỡng chế thu hồi đất đó có người già, có em bé thì xét về tính nhân đạo của luật pháp thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cũng nên bố trí cái việc mà cái nơi tạm cư cho gia đình của họ, và đặc biệt là đối với người già và đối với trẻ em. Chúng tôi thấy rằng cái việc làm này là một điều hết sức cần thiết để bảo đảm được cái tính mạng, an toàn, sức khỏe cho người dân. Việc cưỡng chế có nhiều sai phạm khiến tinh thần của những người thân trong gia đình bà bị hoảng loạn, đặc biệt là với bà Lúa, không khỏi bị sốc khi sắp đến cái tuổi gần đất xa trời. Dạ, tới trước thì giờ mình thấy nhớ rồi, khóc biết bao nhiêu nước mắt đói lòng, quá khóc rồi. Rồi đây, những đứa trẻ còn chưa cai sữa mẹ, tới đây sẽ sinh sống ra sao? Khi mà nhà không có để ở, cuộc sống của những người thân rơi vào cảnh bơ vơ. Trong khi đó, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc thì coi việc làm trên là đã bố trí nơi tạm cư và làm đúng quy trình. Thì đối với phần diện tích này thì Ủy ban huyện đã thực hiện đầy đủ các cái phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã thực hiện đầy đủ cho bà Lúa. Và trong quá trình thực hiện định thu hồi đất thì huyện cũng đã nhiều lần tới gặp gia đình bà Lúa để vận động gia đình bà Lúa tự nguyện giao đất, nhưng bà Lúa cũng không đồng ý giao. Thì về trình tự thủ tục thì Ủy ban huyện ban hành đúng theo luật đất đai năm 2000. Về trình tự thủ tục thực hiện định cưỡng chế là đúng theo luật đất đai năm 2013. Điều đáng nói là trước đây, gia đình bà đã giao hàng nghìn mét đất cho huyện Phú Quốc làm công trình giao thông phục vụ sự phát triển của địa phương. Nhưng việc chính quyền Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cưỡng chế đất của bà để giao cho tư nhân mà không có sự thỏa thuận với gia đình bà Lúa là không đúng với quy định của pháp luật. Có thể nói, để có mảnh đất như hôm nay, nhiều đời cha ông bà Lúa khai phá, chăm bón, tạo dựng cuộc sống, đóng góp cho huyện đảo Phú Quốc, nhưng nay bỗng dưng mất trắng. Mấy chục nghìn mét vuông đất đã bị cưỡng chế, rồi sau đó chính quyền giao cho doanh nghiệp tư nhân phân lô bán nền xây biệt thự với giá hàng triệu đô. Phải chăng đây sẽ là một thảm cảnh đau xót mà gia đình bà Lúa đang và sẽ phải chịu đựng? Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc luôn lảng tránh báo chí và người dân. Vậy việc làm của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc là đúng hay sai?
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Nhìn từ Phố Hiến cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.